Dạ, chào anh cơ quan. Hello, xin chào Trung, xin chào tất cả mọi người. Như mọi người cũng biết rồi, cái nhân vật Đàm Minh Quân thì chúng ta thật ra là cũng chẳng cần phải bàn nhiều. Và vấn đề ở đây là đặt ra là tại sao thì lâu lâu lại vẫn nghe có những người dân lại vướng vào cái câu chuyện của Đào Minh Quân như thế này. Thực ra thì cái ý cá nhân thực quan muốn là mọi người cùng nhau chúng ta chia sẻ đi sâu vào cái điều này, để đó là một cái bài học để cảnh giác, đưa ra những cái dẫn chứng cụ thể nhất để cảnh giác người dân, chớ mà có nghe lời xàm xí ha, tầm bậy tầm bạ. Ở đâu ra thời buổi này, ở đâu ra thời buổi này mà còn có một thế lực nào đó giống như là Minh Quân. Mọi người cũng biết rồi, Đàm Quân là ai, là một nhân vật đang sống lưu vong tại Mỹ. Nói một cách khác là những thành phần là sống bám trên đất Mỹ. Ngay bản thân hắn ta thì nhiều khi hắn ta còn lo chưa xong nữa, thì làm gì có câu chuyện mà lãnh đạo thế này lãnh đạo thế kia để quay trở về phục quốc theo như cái khái niệm của họ đưa ra đó, đúng không ạ? Mà rõ ràng thì họ làm gì có quốc gia mà phục. Đúng không? Làm gì họ có quốc gia nào đó mà phục. Nghe bản thân họ còn không xong. Mọi người nhớ không? Trước đây hồi lâu là cũng là khu vực An Giang. Cũng là khu vực An Giang. Là cái tay Vương Văn Thả hay Vương Văn Thà gì đó, cũng tham gia vào cái tổ chức Đạo Minh Quân đó. Và cuối cùng là kết quả như thế nào mọi người cũng biết rồi. Đúng không? Thấy rất là lạ. Ở đây thì anh Bắc có bổ sung là ý kiến là chắc có lẽ vì tiền thôi. Muốn có tiền nhưng không muốn làm, muốn có tiền nhưng không muốn làm, thì theo cá nhân em thấy thì cũng có thể đó anh Bác, nhưng mà cái quan trọng là mức tiền bao nhiêu, cái giá tiền nó bao nhiêu đó, để người dân có thể đánh đổi là cầm cái đồng tiền đó để làm những cái trò cho những cái tổ chức chống phá và phản động ở nước ngoài như vậy, đúng không ạ? Thấy rất là tức cười, thấy rất là tức cười. Và theo theo góc nhìn của em anh Bắc, theo góc nhìn của em là thế này, cũng có thể bước đầu là thí dụ như là họ có những cái chân rết hay là những cái tay gọi là đi chiêu dụ, có thể họ lân la vào các nơi, họ nắm bắt được cái tâm lý của đối tượng. Thí dụ như cụ thể là cái đối tượng kim tiền gì nè, là cái sở thích, cái vấn đề gì đó nó gút mắt trong kinh tế, thì có thể họ tiếp cận bằng cách là bước đầu là cho tiền, rồi bắt đầu là dụ dỗ dần dần. Hoặc là cũng có thể là đâu đó họ họ dụ dỗ ký kết hay là ký tên vào những cái văn bản hay là những cái tờ giấy gì đó mà mang cái tính ràng buộc, và rồi để sau này nếu mà những người đó không nghe theo lời họ thì họ lấy cái điều đó ra họ để khống chế đó. Theo góc nhìn của em thì em nghĩ như vậy. Không biết Chung còn đó không ạ? Dạ, ok anh, em đây. Thế này, Chung 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 tìm hiểu dùm xem, tức là như chúng ta biết á, những nhân vật mà thường thường mà chống phá nhà nước Việt Nam á, và khi bị hình phạt á, đại khái là bị bắt giam hoặc là truy tố trước pháp luật á, thì các kênh các báo đài bên kia họ họ kêu gào khóc lóc dữ lắm. Cụ thể như gần đây nhất là có nhân vật gì Đoan Trang, hoặc là những nhân vật trước đó nữa là Lê Dũng Vô Va, vân vân mây mây. Thì ở đây ngược lại cái nhân vật Kim Tiền này nè, Chung Chung có nghe là những cái báo đài bên kia họ có kêu gào, họ khóc lóc gì cho nhân vật Kim Tiền này không? Thì trước mắt thì em theo dõi thì cũng chưa thấy, khả năng là có thể là ngày mai gì đó thôi, bởi vì là cái thời gian gần đây đó là không riêng gì cái kim tiền này đâu, mà khả năng là cũng cũng trước đây thì em không rõ, nhưng mà sau khi bản án có theo khi tòa đưa ra xét xử và tuyên án thì không biết là
là các cái đối tượng này ấy, thì nó có viết bài tiếp hay không. Thế nhưng mới đây ấy, mới đây nhất này là cũng chiều 30 tháng 9 thì cơ quan an ninh điều tra của công an thành phố Hà Nội cũng đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Sơn 60 tuổi về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thì cái đối tượng này thì tham gia cùng với cái đối tượng mà Dũng xe ôm gì đấy đúng không ạ, tham gia cái nhóm các cái nhóm mà chống phá nhà nước đấy, cũng đã đi từng đi giơ băng rôn khẩu hiệu rồi cũng đi biểu tình các kiểu đấy. Đấy thì cái đối tượng này thì cũng tham gia cùng với Dũng xe ôm, mà Dũng xe ôm thì bị bắt rồi. Đấy thì bây giờ đến lượt Nguyễn Minh Sơn, thì ngay sau khi cái đối tượng này bị bắt ấy, thì các cái kênh chống phá nhà nước thì đóng lên nó thế này thế nọ đúng không, nó viết bài đấy, nó cụ thể nó viết bài, nó bị bôi chê bai rồi nó áp đặt cho chính quyền nhà nước Việt Nam rồi là áp đặt cho Đảng Cộng sản Việt Nam thế này thế nọ, thì cái chiêu này thì chúng ta không thấy gì làm lạ cả đấy, không lấy gì làm lạ cả. Và đặc biệt là ví dụ như các cái thành phần như là tổ chức khủng bố Việt Tân này, rồi là các cái kênh như RFA, RFI, rồi VOA các kiểu đấy thì cũng lên bài, nhưng mà cũng chưa thấy BBC tiếng Việt, bởi vì thực tế này em không theo dõi mấy kênh này nhiều, bởi vì nó đưa ra những cái thông tin mà nó rất là vô lý mơ hồ, mà nó có cái gì đấy nó ảo tưởng như kiểu là nó đang là cái người lãnh đạo của một quốc gia của Việt Nam ấy, thế nên là nó cái câu từ nó viết nó rất là bỉ bôi, chê bai, cái điều này dễ hiểu thôi. Thế nhưng mà nghe đâu là BBC tiếng Việt thì cũng đang do là thiếu kinh phí nên là khả năng là bị cắt giảm khu vực ở Đông Nam Á, thì Đông Nam Á thì trong đó có Việt Nam thì cũng biết là cụ thể như thế nào thì em cũng chưa theo dõi, không biết là có lên bài hay không. Thế nhưng mà cái nhân vật tiền này đó thì em chưa thấy, nhưng mà trước đây bị có là tự thú vào tháng 2 đúng không ạ, tự thú vào tháng 2 năm 2022 thì đến nay thì có lẽ thời gian nó qua lâu rồi, không biết là nó có quên luôn hay không. Thế nhưng mà mới đây có cái nhân vật mà gọi là cái đối tượng Nguyễn Minh Sơn đó, ở Hà Nội bị bắt thì có, thì em thấy có lên Việt Tân rồi các kiểu có lên đúng không ạ, vân vân cả, và đặc biệt là có một số cái không biết là phóng viên hay là cộng tác viên của một số báo đấy thì cũng đã lên bài phản ánh về cái tin này. Thế nhưng nó có một cái điều lạ, đó là cơ quan an ninh điều tra là lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Minh Sơn đấy, có nghĩa là toàn ông và bà cả. Thế còn một số người khác thì viết là bị cáo, thì cụ thể chúng ta không biết Can bị là cáo bị bị can can bị là đúng cáo không? là bắt bị cáo để tạm giam, bị can để tạm giam đấy, thì cũng không hiểu là ông bà, là ông bà của cái người viết bài này hay là ông bà của ai thì em không rõ. Thế nhưng mà cái việc sử dụng câu từ, thứ nhất là về góc độ pháp luật chẳng hạn, ví dụ người ta đã bị khởi tố bị can bắt tạm giam thì có thể là cơ quan an ninh điều tra ra lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Minh Sơn chẳng hạn đúng không ạ. Thế nhưng ở đây thì người ta lại có sự phân biệt rất rõ ràng đấy, ví dụ như là chúng ta nhớ trước đây là có một số bài báo người ta có viết về một số cái nhân vật khác mà không liên quan gì đến chống phá Việt Nam đó, thì nó lại viết là bắt bị can Bị đấy. can. Thế nhưng mà đối với những thành phần chống phá này thì cơ bản là em thấy là toàn là ông, là bà, là anh cả, thì không biết là ông bà của ai. Thế còn đối với em thì em coi những người này là đối tượng đã vi phạm pháp luật thì chúng ta cứ gọi là đối tượng, hoặc nếu không thì chúng ta cứ gọi đúng theo quy định của pháp luật, đó là đang ở cái giai đoạn mà điều tra khởi tố bị can thì chúng ta gọi là bị can, còn nếu mà đã ra tòa đúng không ạ, xét xử thì chúng ta gọi là bị cáo, rõ ràng là như vậy đấy. Thì rất là lạ, thì cũng có nhiều người đấy, có nhiều người là tham gia không gian mạng thì cũng có nhiều ý kiến trái chiều khác nhau đấy, nhưng mà câu từ thì nó không được đồng nhất thì cũng rất là, nhưng mà riêng cái đối tượng tiền này thì chưa có anh ạ. Đấy, trao đổi ra như vậy thì con trả sự chứng sự sinh nhất thì để tiện cho mọi người chia sẻ trước khi mời anh Cơ Quang và anh và chứng sự sinh nhất tiếp tục chia sẻ nội dung, thì em khái lược qua một tí để mọi người có thể là theo dõi và nắm thêm, rồi chúng ta cùng cùng mổ xẻ. Hello Thì điều đầu tiên á, thì em muốn đi sâu một chút về cái nhân vật Đào Minh Quân này. Thì trước đây trên kênh YouTube của em á, thì em có làm một cái clip nói rất là cụ thể về cái tên Đào Minh Quân này. Thế nhưng mà Dạ anh chưa từng ý, chào Đức Phát. cái trên không gian mạng này thì mọi người cũng biết rồi, nó rất là có nghĩa là nó giống như kiểu nó có sự
phân biệt rất rõ ràng. Đó là sau khi em đăng clip lên thì có một số thành phần nó vào nó bình luận, nó chửi rủa chán, nó bắt đầu nó sang nó tố em cái vấn đề là vi phạm bản quyền hình ảnh. Thế là sau bắt đầu YouTube người ta cảnh cáo và người ta gỡ xuống. Thì hôm nay cũng nhân cái dịp này thì em nói lại và sâu hơn một tí để cho mọi người cùng 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 nắm thêm cái đối tượng Đào Minh Quân, rồi cái chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, rồi công thông qua đó mọi người nhìn nhận thế nào về cái từ mà chúng nó hay dùng, đó là độc tài, đúng không ạ? Độc tài thì rất rõ ràng là như vậy. Thì ở đây thì em xin chia sẻ như thế này, có nghĩa là về cái tay Đào Minh Quân này, cái tên Đào Minh Quân này, này là tên thật là Đào Văn, sinh ngày 27 tháng 7 năm 1952 tại tỉnh Thừa Thiên Huế, quê quán thì tại xã Kỳ Hương, huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, nguyên là cựu trung úy quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Sau năm 1975 thì cũng bị bắt cải tạo, sau đó là tìm cách vượt biên lưu vong và nhập quốc tịch Hoa Kỳ năm 1979, và hiện nay đang ở cư trú tại bang California của Hoa Kỳ. Thì khi chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời thành lập đó, là cái tay Đào Minh Quân này nó tự xưng là chức vụ là thủ tướng. Đến năm 2018 á, là tự xưng là chức vụ là tổng thống Việt Nam Việt Nam Cộng Hòa. Sau cuộc trưng cầu dân ý trên mạng Internet, đây câu này quan trọng lắm này, trên Internet. Chính phủ thì không có quốc hội, chỉ toàn những ông già bà lão thôi, với các cái quân hàm tự phong từ chuẩn tướng đến đại tướng. Nhưng mà chính phủ này nó hoạt động là dựa trên cái tiền quyên góp của các kiều bào cũng như là chính kẻ trong chính phủ đó. Với cái chiêu bài kêu gọi đó là lấy lại đất tổ, không làm khổ dân trong ngọt kép nhé. Đấy, nhưng mà ngày 8 tháng 4 năm 2017 là quân Bịp đã chỉ đạo cho một số người của cái tổ chức khủng bố này này là ở trong nước và đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam đã ném bom xăng tại kho tạm giữ xe vi phạm luật giao thông của công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, làm cháy 320 chiếc xe đó. Rồi tháng 12 năm 2017 thì tòa án dân thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vụ án ra xét xử tổng cộng 15 bị cáo đều là đệ tử của quân Bịp này cả, và các bị cáo bị tuyên phạt từ mức án từ 4 đến 16 năm tù, đúng không ạ? Rồi từ năm 2018 đến năm 2020 đó thì cơ quan điều tra cũng đã tiến hành điều tra khởi tố 20 đối tượng đều cùng hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân trải dài từ các tỉnh Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai, An Giang và thành phố Hồ Chí Minh. Và rồi là đến ngày 25 tháng 8 năm 2021 thì tòa án dân thành tỉnh Phú Yên nó cũng tuyên phạt 10 năm tù đối với bị cáo là Ngô Công Trứ, sinh năm 1988, trú tại thôn Phú Đông, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên, về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Đấy, rồi đến ngày 10 tháng 9 năm 2021 thì công an tỉnh An Giang lại khởi tố bắt tạm giam đối tượng Lê Thị Kim Phi, 62 tuổi, về hành vi là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo khoản 2 điều 109 Bộ luật hình sự. Thì cái tay quân Bịp này nó có một cái rất là đặc biệt, đó là gì? Đó là hắn thường xuyên lên trên các cái mạng xã hội đấy, hắn livestream, hắn chia sẻ về các cái lần nói chuyện với quốc dân đồng bào. Thì chúng ta cũng để ý, chúng ta sẽ thấy thôi đấy, bảo là nói chuyện với quốc dân đồng bào thì cũng cái số lượng người xem cũng chả mấy người, mà ở trong cái nơi mà hắn tổ chức thì cũng chả thấy ai cả. Đấy, thì có một vài người thậm chí là có khi là cũng chả ngồi kín những cái hàng ghế đầu tiên nữa. Đấy, mà nhìn đi nhìn lại thì toàn những cái ông già bà lão gần đất xa trời cả, chứ cũng chả có cái người nào gọi là thanh niên đây này, giác ngộ thế này thế kia, cũng chả có. Rồi sau đó là Đào Minh Quân còn tuyên bố là chính phủ của quân Bịp này này đấy là được Mỹ yểm trợ. Đấy, thế nhưng mà em nói đi nói lại nhiều lần rồi thì chả có lý do gì Mỹ nó lại dại đến cái mức mà nó cho quân Bịp tự thành lập chính phủ với đầy đủ các cơ quan nhà nước, đặc biệt là quân đội, đúng không ạ? Nó làm như vậy thì chả khác gì thằng Mỹ nó tự tạo ra cái đội quân khủng bố ngay trong lòng của nước Mỹ. Cái điều này rất là dễ hiểu thôi. Mà ngay cả khi mà quân Bịp này có quân đội đi chăng nữa đó, thì chúng ta nhìn xem có thanh niên không, đúng không ạ? Hay là những ông già ăn tiền trợ cấp đi thì cả nhắc cả đặt cả đẹp, đúng không ạ? Thì lấy sức đâu mà chiến đấu, rồi lấy tiền đâu ra mà mua phương tiện vũ khí, máy bay, xe tăng các kiểu để mà sử dụng, đúng không ạ? Hay là làm cái được cái tàu Nhật Tảo và bia cấp tốc để chở trên ô tô vậy. Đấy, thì rất là cụ thể. Thì thông qua cái việc mà trải qua một cái thời gian dài như vậy đó, thì sau đó thì đến thời điểm những năm 2020-21 hắn cũng xưng là Đức Quốc Công, đúng không ạ? Rồi hiện nay là đến ngày 11 tháng 11 này thì hắn ta lại gửi các cái thiệp mời để mà lên ngôi hoàng đế. Đấy, rất là rõ ràng.
Thì qua cái việc mà hắn lừa bịp bao nhiêu năm như vậy thì cũng có rất nhiều các cái thành phần đã lên mạng, đúng không ạ? Đã lên mạng mà để bóc mẽ cái chiêu trò của cái tay này. Đấy thì có những cái mà để mới nhắc đến, ví dụ như ngày 24 tháng 8 năm 2020 đó, thì trả lời trên cái thông qua cái mạng xã hội đó, thì cái tay Quách Thế Hùng, và Quách Thế Hùng là ai trong mọi người nó biết rồi, đúng không ạ? Với cái vai trò là tổng cục trưởng tổng cục quân huấn, tổng tham mưu phó quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc là đại tướng của cái tổ chức chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời này, là chính thức tuyên bố là rời rời khỏi tổ chức. Và Quách Thế Hùng cho biết là hắn ta đã vào tổ chức khủng bố này vì tin Đào Minh Quân, vì nghĩ Đào Minh Quân là Đức Huỳnh giáo chủ tái sinh. Đấy, thế nhưng mà sau cái thời gian tiếp xúc và làm việc thì Quách Thế Hùng đã nhận diện được cái bộ mặt của Đào Minh Quân, dù được phong tới đại tướng, song thực tế là bị Đào Minh Quân và chính phủ khủng bố là lợi dụng về tài chính, khiến ông ta là từng phải bán xe để lấy tiền đóng góp cho tổ chức, nhưng vẫn bị đối xử tệ bạc. Thế nên là theo cái thời gian như vậy thì Quách Thế Hùng dần là nhận ra cái bản chất dối trá lừa đảo của chính phủ khủng bố của Đào Minh Quân, do đó là đã quyết định rời bỏ tổ chức này. Thì sau khi mà Quách Thế Hùng rời bỏ đó, thì Đào Minh Quân đấy, cũng đã tổ chức họp hành lang nhăng để phê phán, rồi yêu cầu lột lon Quách Thế Hùng. Đấy, chúng ta thấy rất là vô lý, đúng không ạ? Tự phong cho nhau là tự lột lon nhau, như một cái hình thức trừng phạt như vậy đấy. Đấy, không riêng gì Quách Thế Hùng mà nhiều người trong cùng cái tổ chức này, khi mà có ý định này ý định kia thì cũng đã bị Đào Minh Quân là dọa nạt, mạt sát, thậm chí là tố cáo là Việt Cộng nằm vùng đấy. Và đến ngày 24 tháng 9 năm 2020 thì trên cái mạng YouTube đó, có một nhân vật tên là Tuệ Lan cũng đã nói rằng là quyết định rời nhóm của tên Đào Minh Quân, chấp nhận có thể bị trả thù đấy. Có nghĩa là nhân vật Tuệ Lan này cho biết là nguyên nhân mà rời bỏ cái tổ chức này vì cái bức xúc cái việc làm sai trái của Đào Minh Quân, như là chèn ép, dọa nạt, thường xuyên sử dụng chiêu trò lột lon, lên lon với cấp dưới để thị uy, lợi dụng chức tổng thống để làm nhiều bên bức. Đấy, và cái nhân vật Quách Thế Hùng cũng như là Tuệ Lan này đã đóng góp lần lượt là 500.000 đô la và 11.000 đô la cho quân bịp sử dụng. Đấy, không những nhiều cá nhân khác như kiểu là Huỳnh Hùng Tân này, Cô Kỷ này và các cái cá nhân khác đã từng tham gia tổ chức này đã đứng lên tố cáo trò bị bợ của quân bịp. Đấy, thì tóm lại là quân bịp đã lợi dụng cái xác ma Việt Nam Cộng Hòa đấy, vì cái gọi là vì dân, để lừa lọc các cái cá nhân trong và ngoài nước đóng tiền để mà nuôi quân bịp trong suốt cái thời gian qua. Thì với những cái hành vi đó thì Đào Minh Quân đã bị Bộ Công an Việt Nam, đúng không ạ, ra quyết định truy nã, ra quyết định truy nã Đào Minh Quân với cái việc mà Đào Minh Quân đã gây ra. Đấy, thì rất là rõ ràng là trên cái không gian mạng hiện nay đó, là chúng ta tìm hiểu rất là dễ thôi. Thì vào ngày mùng 10 tháng 8 năm 2017, theo cái quyết định truy nã số 54 của cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an thì đã truy nã Đào Minh Quân, và do đại tá Trần Văn Thiệp đã ký thì cái này trên không gian mạng, và đặc biệt là ở tại cái cổng thông tin điện tử của Bộ Công an đã công bố rất là rõ ràng. Thì ai và nhà nước và cơ quan Bộ Công an Việt Nam đã xếp cái tổ chức Đào Minh Quân vào là cái tổ chức khủng bố đấy, tổ chức khủng bố. Thì ở đây thì chúng ta thấy là cái tổ chức này nó như thế nào và bản chất nó ra làm sao, về xuất thân của Đào Minh Quân là như thế nào, và trải qua cái thời gian từ thủ tướng, tổng thống, nước quốc công và hiện nay chuẩn bị lên hoàng đế, đúng không ạ, nó là như thế nào, rồi bao nhiêu người đã phải là vi phạm pháp luật, đúng không ạ, phải trả giá những cái bản án thích đáng. Và mới đây nhất là từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 7 thì Tòa án dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đưa ra xét xử 12 đối tượng thuộc cái tổ chức chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời này. Đấy, thì cũng có những cái bản án rất là thích đáng để cho những cái người này nhận ra được cái việc mà sai lầm như thế nào. Đấy, thì qua đó thì em cũng khái quát lại một chút về cái lai lịch, đúng không ạ, xuất thân của Đào Minh Quân, rồi là các cái chiêu trò của hắn trong thời gian qua để mọi người có thể biết, nắm sau rồi có thể là nắm rồi thì có thể nghe lại, đúng không ạ, còn không thì có thể nắm rõ hơn về cái đối tượng này, để từ đó chúng ta thấy được
là cái bản chất của cái cá nhân Đào Minh Quân cũng như các cái thành phần tham gia tổ chức này như thế nào. Và đặc biệt là chúng ta theo dõi, chúng ta sẽ thấy có thể là các tổ chức khủng bố khác như Việt Tân chẳng hạn, hoặc là các cái kênh như VOA, RFA các thứ đấy, hoặc là các cái cá nhân khác thì người ta thế này thế nọ, có thể là lên tiếng bị bôi nhà nước, nó là một chuyện. Thế nhưng mà cái tổ chức khủng bố Đào Minh Quân này chưa bao giờ, đúng không ạ, chưa bao giờ nó đứng lên là nó dám nhận trách nhiệm về cái vấn đề mà nó đã gây ra cho những cái người dân này. Và rất rõ ràng là cá nhân nó và tổ chức của nó thì ở ngoài quốc đấy, thế nhưng những cá nhân khác ở trong nước thì phải chịu chịu sự chi phối của luật và tin tưởng vào đó, đúng không ạ, chỉ vì gì, tiền này. Đấy, chúng ta nhớ là cái vụ mà thành phố Hồ Chí Minh người ta xét xử đó, cái số tiền nó cũng đâu đáng bao nhiêu đâu, đúng không ạ, chả đáng bao nhiêu cả, 5-10 triệu bạc nó chả đáng bao nhiêu, rồi cuối cùng là gì, nhà tan cửa nát, rồi giống như Vương Văn Thả anh Thơ Quang vừa nhắc, đúng không ạ, thế là cũng cả nhà dính án, cũng chỉ liên quan đến Đào Minh Quân này. Thế thử hỏi là nếu như Đào Minh Quân có thể làm được những cái việc như hắn nói, nào là kiện Trung Quốc 38.000 tỷ, nào là lấy lại đất tổ không làm của dân, vân vân cả, nếu như hắn làm được cái việc đó, thử hỏi là hắn có ngồi im đến ngày như ngày hôm nay không, đúng không ạ? Và tại sao hắn cứ đưa những cái người ở trong nước vừa phải đóng tiền cho hắn tiêu xài, nhưng mà rồi cuối cùng cái tội ấy, cái tội vi phạm, hành vi vi phạm luật thì vẫn phải chịu các cái mức án đấy, thì thử hỏi là có cái gì để mà những cái người này tin tưởng vào Đào Minh Quân. Đó là qua cái việc mà ngày hôm nay, ngày 30 tháng 9 là ở An Giang lại một lần nữa, có một nhân vật nữ, thì đặc biệt là cái nhân vật này thì người ta lại là tự tự thú nhé, chứ không phải là bị bắt như các đối tượng khác. Thì để mọi người theo dõi thì mọi người có quan điểm của mình. Thì rất cảm ơn anh cơ quan, cô chú anh chị đã tham gia cái buổi live ngày hôm nay. Cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại ạ.